Dạ đối với bạn nhân thế à, xin chào mọi người nhé. Hôm nay thầy sẽ đi chữa cái câu 53 lần thứ thi 94 từ thi vào tháng 5 vừa qua đấy đúng không? Thì hôm nay đầu tiên thì thầy sẽ đưa ra một cái biểu đồ. Thì chúng ta nhớ là cái biểu đồ này thì thường là sẽ có 3 phần. Thứ nhất là phần biểu đồ 1, biểu đồ 2 và phần nguyên nhân. Chúng ta chỉ cần biết nếu mà theo cái mẫu của thầy, mọi người chỉ cần biết đúng 3 câu là chúng ta đã được 30 điểm rồi. Thì đầu tiên thì thầy sẽ đi phân tích cái biểu đồ đầu tiên. Thì phần đầu tiên thì thầy sẽ là gì đấy? Mở bài và biểu đồ 1. Thì thầy sẽ kết hợp phần mở bài và biểu đồ 1 lại với nhau nhé. Thì đầu tiên thầy có một cái mẫu như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện đúng theo cái mẫu này của thầy nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ phải đi tìm cái gì? Địa điểm. Địa điểm ở đây tức là cái địa điểm gì? Địa điểm đây tức là địa điểm điều tra. Mọi người nhìn thấy chưa? Chỗ tra kỳ quan thì nó chính là gì? Hàn Quốc. Nó chính là Hàn Quốc. Có chẳng cần bạn nhé. Hàn Quốc. Rồi Hàn Quốc. Cầm Nhung. Shop thuê để do được chưa? Như vậy là thầy đã xong cái phần địa điểm. Thì sau tiếp xong cái phần địa điểm xong thì chúng ta sẽ đi tìm phần gì? Phần đối tượng. Đối tượng ở trong bài này thì nó thường sẽ là gì? Những người nam nữ già trẻ hay là gì đấy. Thì trong cái chỗ này, trong cái biểu đồ này thì chúng ta thấy là không có gì, không có đối tượng, thì thầy sẽ bỏ qua cái từ đối tượng tương đương thời gian của đô này nhé, và thầy sẽ đi vào phần nội dung luôn. Thì phần nội dung thì thường sẽ là phần nháy nháy ở trên cái gì? Phần nháy nháy ở trên cái này nhé. Đây mọi người nhìn thấy chưa? Cái phần nháy nháy này, cái phần nháy nháy ở trên cái đầu đề này, bê in những cái phần đấy cho thầy là được chưa? Bây giờ thầy sẽ bê nhá, thầy bê xuống này, thì nó sẽ là gì? Hàn Quốc này, Hàn Quốc chế tình hình được chưa? Tình hình chỉ trong su mịt giờ lương cho tình hình thăng chú ý dùng dùng cho mà thế thế đồ chỗ à, thăm kèo qua đó. Như vậy là đến cái chỗ kèo qua này, chúng ta sẽ đến nội dung ế thế thế chỗ ra ăn kèo qua là chúng ta đã hết rồi, là chúng ta hết cái phần mở bài rồi nhá. Thì bây giờ thầy sẽ đi phần thân bài. Thì phần thân bài thì tức là thầy điện sẽ đi phân vì sẽ đi phân tích cái phần biểu đồ 1. Thì đầu tiên thầy đi tìm cái mốc thời gian 1. Mốc thời gian 1 tức là cái năm 2015 này đúng không? Thì là 2015 nên sau rồi thầy đến dữ liệu của cái năm năm thứ nhất, cái thời gian đầu đầu tiên đúng không, chính là vì 7.300. 7.300 chúng ta sẽ có 7.300 rồi, có chỉ chính 7.300 chúng ta có đơn vị nhé, nhớ là phải có cho đơn vị là 7.300 ke ke. Đây thì phải dùng iot ton, tại vì không có bạc chim phải sẽ dùng iot ton được chưa, bạc chim thì dùng tách ra iot ton. Thì sau tiếp theo đến tiêu đồ của tiêu đề của biểu đồ 1. Tiêu đề của biểu đồ 1 chính là chỉ tròn và tròn của phần chỉ tròn su cho nên vào đây xong rồi. Tiếp theo thì mình thấy đến thì đến thời gian 2. Thời gian 2 tức là đến mốc thời gian 2 là năm 2023 nên được rồi. Sau đến thì hết năm thứ hai xong đến dữ liệu thứ hai tức là dữ liệu của năm 2023 thì năm 800 cũng là ke ke rồi cộng miro đúng không. Xong rồi đến 3 chấm. 3 chấm của thầy ở đây của thầy là gì đây? 3 chấm của thầy là gì? Số liệu hoặc có từ kế dốc thế thế bốc số bốc vân vân đó. Tức là ở đây chúng ta ví dụ trong cái bài này người ta ghi luôn là gì? Giảm đang nói xu thế giảm đúng không? Giảm bao nhiêu phần trăm, giảm bao nhiêu lần thì ta sẽ thể hiện lên đây. Thì trong trường hợp này thì nó không thể hiện thì chúng ta sẽ dùng cái phó từ như là kế dốc thế thì thế bốc số bốc này để diễn tả cái việc giảm của nó đúng không? Thì chúng ta thấy là liên tục giảm đi, kế dốc đúng không? Kế dốc thì đầu tiếp theo mình sẽ giảm nó cái xu hướng giảm thì thầy sẽ không dùng chân ca han mà thầy dùng cái hàm số han để cho hàm số han có từ đó và có từ đó và là tài. Như vậy là xong cái phần mở bài và biểu đồ một rồi đấy, chỉ cần một câu thôi. Thì bây giờ thầy sẽ dịch lại nhé, lại cái phần này xem hay nhé. Đầu tiên là chỗ dựa theo kết quả đó, dựa theo kết quả điều tra về sự thay đổi tỷ lệ sử dụng thì cái quầy đúng không, và cái quầy của ngân hàng theo từng độ tuổi và cái số thì số chỉ cho về địa điểm hoặc là cơ sở đúng không, cơ sở ngân hàng chi nhánh ngân hàng của toàn quốc tại cái hiệp hội tài chính Hàn Quốc. Thì chúng ta thấy rằng là gì? Số số chi nhánh ngân hàng toàn quốc nó đã là 7.300 cái vào năm 2015, thì bây giờ nó thể hiện là giảm liên tục giảm xuống chỉ còn 5.800 vào năm 2023 thôi đó. Như vậy là xong cái phần biểu đồ 1 và phần mở bài, chúng ta đã bao gồm tất cả thông tin được rồi đúng không, tất cả thông tin đều bao gồm rồi. Như vậy chắc chắn cái phần phần mở bài và biểu đồ 1 của thầy sẽ được 10 điểm rồi đúng không. Thì bây giờ thầy sẽ sang phần biểu đồ thứ hai. Phần biểu đồ thứ hai thầy cũng sẽ có một cái mẫu như này. Thì đầu tiên thì thầy sẽ đi tìm à, thì sẽ thầy sẽ đi viết cái tiêu đề của biểu đồ 2 trước đúng không? Tiêu đề của biểu đồ 2 là gì đây? Giờ đó
Rồi, bình hen tham vô ý dung nơi cộng hiệu ân thay cho bốn nhân đó, tức là nếu chúng ta đi quan sát về cái tiêu đề của biểu đồ hai này thì chúng ta đầu tiên đi tìm đối tượng một của chúng ta là gì, đối tượng một là hai độ tuổi 20 đến 30 thì thầy sẽ có là độ tuổi một thì đầu tiên là gì, 20 bốn 30 t à, thầy cho phân nhóm u lên đây cho nó thanh nha, cho nó đỡ bị đơn lẻ nhé, cho thầy kiểu ngu này. Sau rồi đến dữ liệu của một là gì, 22% đúng không, sau phải sau tiếp đến đối tượng hai của thầy chính là 40 đến 50 t, thầy cho kiểu ngu đây cho nó nhìn đỡ đơn lẻ đúng không. Dữ liệu thứ hai chính là 38% đúng không, sau phải một cái thôi đến đối tượng ba chính là 60 t, 60 t thì sang đây có ngôn ngữ đúng không? Thì thầy thấy đối tượng 3 thì có một cái gì, có một cái dữ liệu là 4% đúng không? Phần trăm đó. Sau nhìn chúng ta nhìn thấy là mũi tên đi xuống, tức là nó đang giảm, thầy sẽ không dùng ngữ ngữ đo ở đây thầy không có euro nhé, không có euro, bỏ euro đi, bỏ euro đi đúng không? Chúng ta chỉ cần ghi dữ liệu xong đến 4%, tức là nó đang đến nói đến là gì, đã tăng lên được 30% đấy đúng không? Cho nên là chúng ta sẽ không dùng euro và chúng ta sẽ chỉ dùng là gì, nhú đo đàn tạo hoặc chú đo thần tạo. Thì đây chúng ta thấy giảm nên ta sẽ dùng là chú đo thần tạo, chú đo thần tạo, chú đo tinh à tinh hoặc chú đo là tinh nhau. Tức khi sau tức khi đây là mình sẽ đi tìm một đối tượng cao nhất ở trong cái bài này thì nó đang giảm, thì chúng ta sẽ dùng tìm cái đối tượng giảm cao nhất chính là 40 đến 50 tên, 40 đến 50 tên ê chóng lũ cạn và được khả trang và khả trang nộp vân, nộp vân thì thầy thế là xu thế giảm, thầy sẽ dùng thắng tô nhé, còn từng ta yếu lấy là tăng bao nhiêu tốt khối lớp tám đó. Như vậy là chúng ta đã xong được cái biểu đồ thứ hai rồi. Bây giờ thầy dịch lại cho anh nhé. Nếu đi quan sát tỷ lệ sử dụng cái quầy ngân hàng cho từng độ tuổi thì chúng ta thấy rằng là gì, thấy rằng là cái trường hợp của 20 30 tuổi thì là 22% đúng không, trường hợp của thì 40 50 tuổi là 38%, còn trường hợp trên 60 tuổi là 4% đấy. Chúng ta thấy thể hiện nó thấy thể hiện là giảm như vậy, nhưng đặc biệt đúng không, đặc biệt là cái trường hợp 40 40 50 chúng ta đang nhìn thấy xu hướng giảm là cao cao nhất được chưa đó. Thế vậy là xong cái đồ thứ hai rồi, tiếp tục chúng ta sang cái phần nguyên nhân đây chúng ta nhìn thấy là có hai nguyên nhân, hai cái đầu dòng đúng không. Thì đầu tiên thầy sẽ phải xác định ở đây là gì, đầu tiên xác định là gì, cái biểu đang nguyên nhân này nguyên nhân đã thay đổi, nó ghi là thay đổi đúng không, thì thầy sẽ thiết ý đo tham giản hoa thế muốn nguyên người đô này đúng không đó. Nguyên nhân giảm thì đầu tiên chúng ta thấy rằng là đối tượng tức là ở đây nó đang phân ra đúng không, phân ra nguyên nhân dành cho đối tượng là 20 đến 50 và nguyên nhân dành cho trên 60. Thì đầu tiên mình sẽ là đối tượng của 20 đến 50 thì chọn lên con thầy xong chọn ở đây. Trong việc với cái đối tượng của 20 đến 50 thì chúng ta đưa ra nguyên nhân một của nó là gì, nguyên nhân một của nó là tình em đẹp tôi không tham cầm nhung cầm nhung khó đây khó đây phong hô, tức là ở đây chúng ta nhìn thấy là nó đang là một cụm danh từ nhé, nhìn trong trường hợp này đang là một cụm danh từ, nhưng mà ở đây chúng ta phải kết hợp với một cái phải biến cái nguyên nhân đó là một thành một gì, thành một câu và nó có một cái động từ để chúng ta kết hợp được cái ư nho. Thì trong trường hợp này thì chúng ta chỉ cần là chỉ tách ra thôi, chúng ta bình thường nhé, bình thường này cái từ son hô bên dưới này thì những cái từ bên dưới này thì thường nó là động từ, thì chúng ta muốn là động từ thì cho thêm ha tả là động từ, thì khi cho thêm ha tả là động từ thì chúng ta cố gắng cho thêm một cái tiểu từ nữa lên phía trước cái thanh từ này, thì ở đây chúng ta son hô ha tả đó là động từ chủ động, cho nên chúng ta sẽ dùng kiểu từ là ân đơn được cho đó. Thì sau đến ha tả đó thì ở đây chúng ta thì ha tả nó còn dùng chia và từ hết thứ cho nhau được cho đó. Và tiếp tục chúng ta đến đối tượng thứ hai chính là 60 60 T thì sang đúng không? Đó. Trong trường hợp đối tượng thứ hai thì chúng ta thấy là gì? Nguyên nhân là gì? Đấy cũng cả một cái cụm này nhá. Chúng ta là lá in ẩn đúng không? Ý ông ở đó
đấy, ở đâu thì ta gọi cái mũi tên đi ra. Thì mũi tên đi ra tức là chúng ta sẽ sử dụng ở cái từ đây, nó kết thúc bằng một cái danh từ cho nhân khẩu, thầy sẽ dùng là gì, mũi protein được chưa? Đấy, xong bắt đầu tiếp, xong lại ấn ấn nhớ cái mũi tên chúng ta dùng từ đôi nha, thấy là một danh từ. Xong bắt đầu đi đấy, ấn theo thang cô thì ông son hô, cũng thang cô thì ông son hô. Ở đây cũng thế, chúng ta cũng phải biến biến thành một cái gì, một cái động từ để chúng ta kết hợp với động từ thì theonin và sudo, nó cũng nó là tả được đúng không? Thì tương tự ở trên đúng không? Từ son hô thì cho ha tả vào thì nó thành động từ, bắt buộc chúng ta phải cho tiểu từ lên trên này thì là cho tiểu từ ương đương, tại vì nó là động từ chủ động đúng không? Sau rồi tiếp son hô nó dùng cho hết thì hết chi tem tem min hoặc sudo thì nó là đặc tả đó. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần gì, xong cái phần nguyên nhân tố, như thế là cũng coi như chúng ta đã xong hoàn thành cái bài bài 53 này rồi. Như vậy là chúng ta đã được thì chọn viện 30 điểm nhé. Rồi thầy sẽ dịch lại cái phần nguyên nhân cho này. Với nguyên nhân thay đổi như vậy đúng không, thì trong trường hợp là từ 20 đến 50 tuổi thì chúng ta thấy do nó thể hiện do là gì, do họ đã ưa chuộng cái giao dịch tài chính thông qua app ngân hàng. Còn trong trường hợp là trên 60 thì chúng ta thấy rằng là họ đang ưa chuộng sử dụng cái quầy của ngân hàng, do là có khó khăn về việc sử dụng ngân hàng online chưa? Đó rất là hay nhá. Rồi ok, mọi người có thể comment cái phần làm của mọi người xuống phần comment để thầy chữa cho xem mọi người được bao nhiêu điểm nhá. Rồi mọi người có thể tham khảo cái phần này của thầy để thi cho lần sau. Chúc mọi người lần sau thi tốt. Bạn nhau.